cả nhà. Cả nhà ơi, dạ em đang livestream đi. Cả nhà ơi, dạ vô livestream nghe em nè. Dạ em là Việt Kiều Mỹ về tới Thái Lan đây để đi coi show của anh Ngạn Lời Cảm Ơn. Ta nói éo le ngang trái lắm, ở bên Mỹ bận rộn quá đâu có coi được đâu, cho nên thôi mua vé sang Thái Lan này vừa du lịch vừa coi luôn. Đó tới giờ đó rồi mọi người vô nha. Hai. Trời ơi, toàn là mấy thợ trong tiệm nail của em không à. Ở đây Thái Lan vui lắm nha. Bà con của bác đi coi văn nghệ, trời đẹp lắm, ăn mặc đẹp mà vui vẻ hả? Muốn chào bà con hả? Bà con ơi, bên Mỹ muốn chào bà con nè, say hi với tụi em đi nè. Hello. Ai là Việt Kiều Mỹ về đây coi show anh Ngạn nè. Yeah. Dạ, vui quá, vui chưa? Đó. Thôi nha, bây giờ tôi đói bụng quá, tôi chuẩn bị đồ, tôi sắp vô coi show anh Ngạn rồi. Bây giờ đói bụng quá, nghe đồn có một cái tiệm Việt Nam đây nổi tiếng lắm. Mình vô mình ăn rồi mình đi coi văn nghệ nha. Mà có cái điều này nữa nè, tôi hơi tiếc cái nha. Show anh Ngạn, ở trên TV thấy ông còn khỏe, còn mạnh, giọng còn trầm ấm, đọc truyện còn truyền cảm lắm. Mà tại sao ông tự nhiên ông retire ta? Không biết ông ngoài đời sức khỏe ông như thế nào ta? Quay, Trái. À, bên ngoài, sao không quan trọng. Ừ, bao ăn với bao sầu riêng nha. Ủa là cái gì? Yeah. Là sao? Chảy. Có nghĩa là đang nói với anh Ngạn hả? Tức là có nghĩa ổng vẫn còn khỏe hả? Này, ủa chứ người thai làm chi? Không nha, 30 năm rồi nha, tôi chưa nghỉ ngày nào hết nha. Cái gì tôi làm ra, cho ra dâng hiến là mọi người đều thích hết. Bởi vậy mới có cái tên là Happy Rose Restaurant đó. Ủa? Ừ. Ủa nãy giờ là đang nói về cái nhà hàng hả? Bye bye nha, không có livestream nha, để vô ăn nó đói bụng quá. Này. Dạ, dạ, cảm ơn cả. Hello. Sawadee krap. Việt Nam đúng không? Dạ, tôi chủ nhà hàng ở đây. Nghe tiếng Việt rồi. Yeah. Hàng đâu đói bụng quá muốn vô ăn. Ở lầu 69. Dạ, mời lên. Nghe này, nhà hàng Việt Nam bên đất Thái mà sao tôi nghe nhạc Campuchia vậy, anh bán cái món gì vậy anh? Trời ơi, Happy Rose có nghĩa là tất cả các loại cuốn, chả cuốn, bì cuốn, nem cuốn, chả giò kìa. Quan trọng là tất cả cái nước chấm đó là coi như gia truyền của bà già tôi để lại. Ai ở dưới Long Xuyên nha mà nghe tên cái nhà hàng năm lửa là coi như là thích liền. Hả? Anh nói cái gì? Dân Long Xuyên hả? Tôi cũng dân Long Xuyên nè. Trời ơi, nhỏ chuyên môn là ăn ở nhà bà năm lửa. Ủa chết cha rồi. Hey, hàng chỉ cái mặt quen quá. Cái gì nè? Hey, trời ơi. Ê, bà bạn cùng học Trương Lan. Hồng gì nè? Nhớ tên tôi chưa? Trời ơi, Hồng gì nè, thấy quen lắm. Hồng gì đây, nhớ không? Nhớ hả? Tôi nha. Hồng Đào hả? Hồng Đào già lắm. Trời ơi, Hồng Ngọc. Đúng rồi, nhớ hay quá. Tôi Hồng Ngọc, Hồng Đào là bà nội tôi, bà già lắm rồi. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, vui quá. Còn nha, nhớ liền nha. Nhớ tôi hả? Nhớ. Nhớ chưa? Thái đúng không? Rồi, Thái Nguyễn. Thái học ngu đúng không? Trời ơi, hồi tôi nhớ nó năm lớp 3, học tới 3 năm luôn đó. Người ta lên lớp ào ào, ông còn ngủ dưới ông cuộn chả giò đó. Nhớ không? Và thấy cái mặt tự đơ như kỳ cơ không? Ông nhưng mà trời ơi, bạn bè cũ tự nhiên đem cái chuyện học ngu ra. Phải, nhưng mà nhỏ làm biếng lớn lên là coi làm chủ nhà hàng. Đó. Tôi đi đâu đây? Hả? Trời ơi, tôi mừng quá. Khỏe không? Luôn gặp tôi đi coi văn nghệ coi ông Ngạn nè. Khỏe không? Trời ơi. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Tôi bệnh nghề nghiệp á. Tôi nắm tay là tôi coi hang nail, tôi coi móng nail rồi tôi massage cho khách vậy đó mà. Ủa? Nói vậy là Ngọc là móng tay móng chân hả? Bên Mỹ người ta gọi tôi bằng thánh đó nha. Thánh gì? Thánh bào. Bào gì? Bào dữ lắm. 30 năm nay tôi vũa từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Vũa vậy mà tôi gom tiền tôi nuôi con tôi bây giờ. Con tôi nó ăn học thành tài, nó đang ở trong làm trong NASA, Bộ Quốc phòng của Mỹ đó. Trời ơi, là móng tay móng chân mà giàu dữ vậy. Trời ơi, ngành nail lẫn ngành coi như kiếm tiền dễ nhất, dễ giàu nhất ở nước Mỹ mà. Bao nhiêu người làm nail mà có con kỹ sư bác sĩ chứ. Chạy cái gì? Dạ, chạy là vé sách. Ôi, dạ. Này, tôi nói nghe nè, người ta nói câu này hay lắm nha. Câu gì? Con ơi, nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giũa bằng 3 năm làm. Ở đây khán giả ai mà làm nail là biết liền vậy đó. Nè, mà cái tiệm tôi đắt khách lắm. Vậy đó hả? Tại sao vậy? Tôi xài ghế của Lexo. Và tôi xài coi như là cái nail cũng như là eye gel. Coi như nếu mà giờ tôi mà qua Mỹ làm nail là tôi phải kiếm eye gel với lắc to hả? Đúng rồi đó. Coi như tiệm kiếm tiền nhiều lắm hả? Kiếm tiền. Trời, là móng tay móng chân giàu quá. Tôi biết về xưa tôi qua bởi tôi làm móng tay móng chân rồi. Nè, đừng có nói móng tay móng chân. Bên tôi có một cái gọi rất là sang trọng. Cái gì? Làm nail, người làm nail người ta gọi là nailer. Ủa là sao? Đây nè, giống như tôi nói nghe đây nha. Ví dụ như bác sĩ người ta kêu là doctor. Chạy. Giáo sư người ta kêu là teacher. Chạy xe ôm á, nghe cái đó thì nó không có sang mấy mà người ta gọi là Uber, nghe nó sang hơn, thấy chưa? Còn tụi tôi là nailer.
À tôi hiểu rồi. Nail là coi như là cái móng tay. Đúng rồi. Còn L là cái người làm. Làm đúng rồi, là cái gì mà có L, do đó là nó sang. Đúng rồi, vậy là tôi biết rồi. Hay quá, đúng đúng, bất cứ nghề nào phải bỏ cái tâm cái lòng vô thì mới thành công được. Trời ơi, tôi gặp anh tôi mừng quá. Đây là nailer. Nailer. Tôi là cooker. Hả? Hả? Phải có cái L vô. Rồi, mời cái L vô đây. Ấy, vô, vô, vô. Trời ơi. Nói nghe. Sao? Trời ơi, tự nhiên sao tôi dạt sang xứ Thái này vậy? Thì tôi coi như... Tôi biết rồi. Alo. Đi chuyển giới rồi. Trời ơi, tôi qua tới Thái Lan rồi, qua tới Thái Lan rồi. Trời ơi, cả nhà Thái Lan. Ê, vào nghe. Vào đang qua Thái Lan coi show có Nguyễn Ngọc Ngạn nè. Ở nhà lo cái biệt phủ cho chị nha cưng. Trời đất ơi, cái gì? Trời ơi, tao xây 12 cái toilet bằng vàng mà mày gửi có 10 cái, còn hai cái kia bằng sứ đâu có được. Trời ơi, không có chịu bằng vàng, chị là biệt phủ chứ không phải nhà bình thường. Lo cho chị nha, chị đi coi show nha, cho chị mượn ngồi chỗ chút chiếu đi cưng. Mày mua cái nào mà có cái bệ đỡ để hai cái giò lên nha, bị cái chân tao ngắn ngồi không có tới. Ở đời có bốn cái sướng: ăn, ngủ, ủ ỉ. Ý mày đã. Xin lỗi nha. Tao vô tao nói chuyện mà tao quên tao ngồi giò mà hai vợ chồng. Sao quen quá người ta. Em chồng xu nghe, em chồng xấu dễ sợ. Bà vợ đẹp nha, bà vợ đẹp. À chắc bà vợ ngày xưa nghèo lấy ổng. Trời cái gì vậy? Thôi tao cúp cúp máy sao thấy quen dễ sợ. Ê sao quen quá vậy? Quen quá. Ngắn quá. Bành thị ngắn. Trời ơi bành mà còn ngắn rồi. Đã ngắn rồi còn bành chi cho nó mỏi vậy. Trời ơi. Nhớ chưa? Nhớ ông. Cùng hóa trường làng nè. Tôi là tên Ngạn mà người ta nickname của tôi là Ngắn. Chỉ là có bạn học mới biết thôi. Đúng rồi. Trời đất ơi. Quen quá trời quen luôn nha. Nhớ không? Đợi chứ bị giàu giờ hay quên mấy người nghèo lắm. Cái gì vậy trời? Nhớ rồi. Cái gì? Trời đất ơi. Trời ơi, cái gì mà bà con vỗ quá bộ dưới bộ giàu mà quên hết người nghèo hay sao? Nhớ rồi. Tại vì kêu người ta đơn giản vậy chứ mấy người ta khoe của chứ bà. Nói nghe nè. Cái gì? Bà là hoa khôi đẹp nhất trường. Có đúng không? Rồi. Trời ơi. Nhớ không? Nhớ không? Sao không nhớ? Hồng à. Hồng gì? Hồng Công. Công là đây nè. Công là cái đây. Gì vậy? Hả? Tôi thẳng tắt cái công cái gì? Không có bị giàu đi du lịch vậy nhớ Hồng Kông tôi quên. Trời ơi bà là Hồng Ngọc, tôi đặt nick nghe cho bà là Hột Bẹt cho nên tôi gọi bà là Hồng Bẹt. Đúng rồi nhớ rồi nhớ rồi, bởi vậy qua Mỹ tôi tên là Bẹt Na đó. Nhớ anh không? Sao mà không nhớ được, trời ơi ông học ngu nhất trường. Trời ơi thứ hai đầu tuần là ra ngoài cửa trường đứng thục dầu sao nhớ. Thái Giám bậy nha. Sao? Ai nhìn cũng nói tôi giống thái tử chứ thái giám gì vậy hả? Ừ. Trời ơi tự nhiên gặp nhau hay quá, ở xứ người mình nhau quá. Nói nghe nè, coi như là tự nhiên giờ cái nhờ cái show của ông Nguyễn Ngọc Ngạn tôi qua đây tôi lập nghiệp 30 năm rồi, bà Ngọc từ ở bên Mỹ rồi đi qua đây rồi giờ bà anh ở Việt Nam nữa. Coi như là ba đứa mình nhờ cái show Ngạn mà tới đây tới xứ Thái này. Cái show ổng là mua vé chưa? Mua rồi. Mua vé nhiêu tiền? 250. 250 là ngồi tốt cái kia đó. Ngồi chung với mấy đứa nhân viên của tôi. Ê nhân viên vỗ tay cho. Nhân viên tôi đông ghê không? Mua 100 vé ngồi dưới. Trời đất ơi. Vậy hả? Bao nhiêu mà tôi mới ngồi với nhân viên. Chứ ngồi đâu? Ngồi hàng đầu đâu? Hàng đầu 2,500 hả? Cũng không có ngồi. Chứ bà ngồi đâu? Mua cái ghế 25,000 ngồi kế 1,000 chỗ chủ giới thiệu á. Ê bà mua 25,000 bạc hả? Không, 25,000 đô. Ông đứng ông giới thiệu của tôi ngồi kế bên vậy nè. Cái tôi đưa nước cho ổng, tôi khăn cho ổng vậy. Bà kỳ duyên bà sắp nghỉ về tôi rồi đó. Ê vậy là bà làm ô xin đó. Ông có làm ô xin không ơi? Ông Ngạn ông về cái ấy rồi cái tôi rước ông về làm chồng luôn. Trời ơi. Chứ ơi về hưu làm gì, còn phong độ còn ngon cơm đó nghe. Ngon tôi nghe độ còn ngon cơm lắm. Vừa miệng lắm. Dẻo. Làm như ba ăn được vậy trời, bây giờ nhờ ai mà không mê ổng. Tôi nghe đồn là gần 10,000 người đi gặp ổng luôn. Ngon ăn vừa miệng, dẻo miệng dữ lắm. Trời tạ chứ không phải cái chai giò của ông này quá. Trời ơi. Bây giờ nhờ chờ chè chè chè. Ủa nghe nghe. Tôi làm nghề gì? Hả? Sao ấy sao bèo nhẹo vậy, làm lương tháng nhiêu tiền? Nè tôi nói nghe nha, ở ngoại quốc á, ở Mỹ người ta nha, kỳ nhất là không được hỏi thứ nhất là tuổi của phụ nữ, thứ hai là làm bao nhiêu tiền nha. Ôi trời ơi, bà thấy không, con người của tôi không bao giờ hỏi tuổi bà hết trơn á. Đó. Tôi với bà bạn cùng lớp hỏi tuổi bạn chi. Đúng bà rồi. 60 hỏi làm chi. Trời ơi mà tôi học nhà bà còn như có chuyện gì đó bà vô học trễ, còn tôi nhỏ hơn bà 4 tuổi luôn, năm sáu tuổi. Trời ơi, hỏi làm chi, hỏi tiền coi, tại vì người Việt Nam gặp nhau cái ê khỏe không mày, lương tao tháng 5 tỷ. Hả? Một tháng 5 tỷ hả? Trời ơi, ở Việt Nam là mình phải nói ra liền cho ta nể mình chết. Bây giờ hả? Bà Ngắn ngày xưa giờ bà vẫn ở ngoài chợ Bến Thành á. Bà nói cái giá nào mà trả nó cũng dính hết á. 5,000 luôn, 5 tỷ. Đó, anh này sao anh giỡn hoài à. Trời, vô duyên mà cái bỏ hôn luôn đó. Anh á, ủa chồng chị đâu?
Lần này tôi du lịch tôi qua có mình tôi à. Ờ. Trời đất ơi, chồng bỏ rồi hả? Hả? Cái gì vậy? Trời ơi, thấy thương quá hả? Thấy thương quá hả? Ủa nó nghe nè bạn hả? Sao chồng bỏ mà dưới ta hú như vậy? Ai biết? Ủa nó nghe nè, ai cũng biết chồng bà bị bỏ, bà bị bỏ chồng bỏ hả? Không có, để tôi nói cho bà nghe. Để nghe cái sao? Gì bà nói gì, tôi thấy cái mặt bà buồn yêu mà. Hả? Chồng của bà là nổi tiếng từ đó tới giờ. Ngày xưa là bà bỏ nhà theo ổng. Hả? Đúng không? Cái gì vậy? Rồi bà mê ổng, bà là hoa khôi nhưng mà ổng cũng là nam dương ở trường. Đẹp trai, à, qua con ngã có vợ bé là phải, hoặc là có bồ nhí. Ở đâu? Nó ở Việt Nam, bà nói tôi. Cái gì? Tôi qua tới nhà đó. Tôi cào nhà nó cho bà coi. Trời ơi, con nào mà giật chồng người ta dữ vậy? Hả? Để nó coi. Quá trời quá đất, mấy con gì vậy? Cái con này là cái gì vậy? Bà làm gì vậy? Cái gì vậy ba? Ê, nó nghe chuyện gia đình của người ta, bà làm như chuyện gia đình bà vậy? Không. Bà cho bà đánh, nhưng mà cũng đánh ghen luôn vậy. Ê, nó nghe nè, dòng có thứ đánh ghen, mình đánh mà đánh đánh hùa đó. À. Nó gọi là đánh hùa, đánh ké, mới đánh nòng trái má. Đã đánh hùa đánh sao? Còn cái dòng mà chồng mình đi mà có bồ, ba vô ba lo ba chửi không à. Ừ. Ba chửi, xong rồi đâu có sức rồi ba quánh. À. Mới gọi là đánh lộn, là quánh lộn người khác á. À. Còn tôi là quánh trúng không? Trời ơi! Vừa bước xuống xe, ừ, nó bảo hiểm để vô mặt, nó canh, canh, canh. Trời đất ơi, quánh là phải quánh trúng. À. Trà xanh bây giờ nó ghê lắm nha. Nó ghê sao? Trời ơi, trà xanh nó không phải bình thường. Nó sao? Thà nó giật chồng mình, phải giật lộ, mình biết đường mình đem nó về. À. Này giờ nó giật kính. Nó giật kính là giật như thế nào? Nó làm thấy thương lắm. Nó làm sao? Nó mới sao đó. Anh ơi anh, thời gian anh cứ dành cho chị nhà đi. Khi nào dư chút đỉnh thời gian anh sẽ dành cho em. Bà nội nó. Trời, nó nói như vậy mà ông nào không rụng nụ. Chứ còn gì nữa. Sao thành vậy? Chưa đâu nghe. Chưa đâu nha, nó xin tiền mình nó có bài hết. Nó xin sao? Trời, nó xin chồng mình hay lắm. Chồng mình gọi điện cho nó 3 ngày nó không bốc máy. À. Tới ngày thứ tư cái nó bốc máy lên, nó nói: "Anh ơi anh, mẹ em nằm bệnh viện ta ngày nay." À. Nghe đứt ruột không? Trời xót luôn. Nghe hiếu đạo không? Yeah, chạy lấy tiền cho nó liền. Trời bây ơi, giờ nó ghê lắm, trà xanh. Ê, bây giờ nó khủng khiếp. Ê, nó không để... Nói đi mình phải nói lại, nhiều khi cũng tội nghiệp cánh đàn ông tụi tôi. Sao? Trời ơi, chứ bây giờ tôi hỏi chứ bây giờ này nhà trà đá bận như vậy. Nó hồi ra trà xanh nó bận sexy, nó hở ra hết. Làm sao mà không chết với mấy con trà xanh được. Bậy, trà xanh bây giờ nó không có bận đồ hở. Nó bận đồ kính nít vậy đó. Áo sơ mi cổ cao đầm dài tới đây y như là nhân viên văn phòng. Mà không bao giờ nó dẫn vô phòng ký tên. Ồ, chứ nó dẫn gì đâu. Nó dẫn vô khách sạn nó ký. Mà nó lấy cái viết của chồng mình ra, nó ký ngày nào hết bận. Trời ơi. Nó ký ngày nào mà lùi đứa con ra là ngon ăn. Nhiều khi đến ngày đám ma mới thấy quá trời con. Trời ơi, công nhận nhé. Sao vậy? Sao bà ngắn bà ấy? Đâu? Chồng bà đâu? Hả? Chồng bà đâu? Cái gì? Rồi chồng sao bà còn có chiêu trò gì nữa không? Hả? Đâu có, rồi tôi nhà qua tôi định đánh ghen giùm chồng bà. Nó chứ nghe mà... nè, nhưng mà nó nghe nè, bây giờ mà cái chiêu gì nữa? Phải giữ chồng chứ sao? Phải giữ sao? Phải dạy cho cái mặt bà buồn, thấy thương dễ sợ kìa. Thấy thương quá ha. Cái mặt bà tội nghiệp quá ha. Tôi dạy cho cách giữ chồng. Sao? Bây giờ chồng mình có trà xanh nó đừng có làm gì nhiều hết trơn cái trời. Sao? Mà ra ngoài nè, Thái Lan này có bán cái máy sinh tố mà nó xay thịt cũng được nữa. Để làm gì? Bà gì? Về cái buổi sáng ông vừa mới ngủ dậy, bà lấy cái chuối với hai cái dâu, cái bà bỏ vô máy sinh tố, cái bà bấm là rè. Cái bà cái bà mở mà nó nát bấy vậy đó. Cái bà mở ra bà hỏi anh: "Nó nát vậy đủ chưa anh?" Xong rồi ông chưa kịp trả lời, cái bà bấm nữa rè. Nó nát như cháo. Tôi thề với bà chỉ cần xay 3 ngày cho nó uống thôi, nó đi ngang qua mặt bà đi khúm núm vậy nè. Tôi không biết là khóm nấm chơi với tôi là tôi chéo giò luôn á. Thiệt, tại vì nó đi gây án cái gì là mình phải bắt ngay cái chỗ đó. Nó gây án xong là mình phải tịch thu dụng cụ hành nghề. Rồi giờ sao? Ê, nói nghe nè, có khi nào bà ngắn bà nói như vậy xong ngày mai nguyên cái Thái Lan này kiếm một cái máy sinh tố không có luôn không? Thiệt, ai biết bà chỉ vậy mà. Không có chỉ cho chị em phụ nữ đó. Cho tôi có ý kiến được không? Ờ, nói vậy? Đi, nói đi. Nói xong chưa? Xong rồi, chồng mà đâu vô đánh ghen giùm cho. Để từ từ tôi nói. Nói con mẹ này nó người ngắn mà hơi nó dài quá, tôi nói nó chen không nổi luôn vậy đó. Ờ, nó nói nghe đi nè. Ừ, nói đi. Nãy giờ là bà nói chồng ai vậy? Chồng bà. Hả? Trời ơi, chuyện nhà tôi không biết sao mấy bà biết. Đây nè, bà nói ba cái chuyện cái gì bà có trà. Bà trong đó nữa, tôi dạ. Không. À vậy. Ôi tôi lộn quá. Bà luôn hai bà. Trời đấy, cái tụi tôi là bà luôn vậy? Trời. Đây nè, tôi nói nghe không? Tôi không biết là chuyện trà xanh quánh ghen gì đâu, không chung thủy là chuyện của ai tôi không biết. Ừ. Nhưng riêng tôi nói cả đời tôi hạnh phúc từ ngày lấy chồng tới bây giờ. Cái gì vậy? Tôi nói thiệt đó, cuộc đời tôi lấy chồng bây giờ toàn là hạnh phúc, tôi toàn là sung sướng không à. Nếu mà có khóc chăng nữa chỉ là giọt nước mắt sung sướng chứ chưa bao giờ khóc khổ vì tình, mà biết không, chồng tôi rất là tuyệt vời. Bà tán vô mặt tôi một cái cho tôi tỉnh coi. Là sao? Chồng bà mà chung thủy hả?
tôi chặt cái đầu cho bà làm ghế ngồi chơi. Ủa sao vậy, cái gì vậy? Trời đất ơi, chồng bà ngày xưa là nổi tiếng nhất trường là đào hoa. Cái gì cũng đúng hết á. Ủa phải không? Ủa sao chồng tôi và mấy người vỗ tay là sao? Ủa mà đúng không Ngọc? Làm như tôi nói chồng tôi chung thủy mấy người này không tin hay sao á? Thôi ráng tin á, chồng là chung thủy hả? Tôi nói nghe nè, tôi nói cái này tin tôi đi nha. Tin tôi cái này đó. Tôi lấy ổng từ năm 20 tuổi. Năm nay tôi 60 tuổi rồi, 40 năm trời. Ảnh coi tôi như nữ hoàng vậy đó. Cả một cuộc đời của ảnh chỉ biết có một mình tôi chứ không biết bất cứ một người đàn ông nào. Ê, quên không? Không biết một người đàn bà nào khác. Ngọc ơi, Ngọc, Ngọc, Ngọc liệu lưỡi luôn đó Ngọc. Một khi mà người ta có lòng tin là người ta nói không có bao giờ liệu lưỡi á. Còn cái chuyện đó là không có thiệt. Tụi cho nên bà nói bà bị liệu lưỡi luôn. Không, thôi. Tôi thề, không tôi thề nè. Nếu mà cái show Anh Ngạn sắp tới mà có coi như chia tay ở một nơi nào đó, tôi thề tôi dẫn ông chồng tới trình diện. Bà con cô bác và hai người. Rồi tôi gán tin. Bà cũng lựa lời, bà thề dễ sợ. Sao biết vậy? Là show này show cuối của ông Nguyễn Ngọc Ngạn mà. Ở, vậy mới thề chứ. Tôi gán tôi tin. Ủa tôi gán tôi tin mà sao chị này chỉ cười hoài vậy ta? Bà làm gì bạn không tin đi. Tin là chồng luôn vậy. Chồng chị hạnh phúc hả? Nó nghe nè. Gì? Nãy giờ tôi thấy mà kiểu như bà ngắn, bà kiểu như bà truyền kinh nghiệm về gia đình đồ hạnh phúc đồ này nọ, chắc là coi như là bà ở nhà bà đúng, giữ gìn hạnh phúc dữ lắm. Gia đình hạnh phúc lắm, ông chồng con đề quề. Tôi chưa có chồng. Sao vậy? Ủa là sao? Làm sao? Nãy giờ bà chị quá mà không có kinh nghiệm gì. Trời đất ơi, tôi là đại gia Việt Nam bước xuống máy bay, ai hỏi tôi em biết trơn á. Tôi giàu dữ lắm nhưng mà trời, cái gì nó cũng phải có giá của nó. Tôi cắm đầu tôi lo làm giàu, tôi quay trở lại tôi gần 60 tuổi rồi. Đâu ai lấy tôi đúng không? Chẳng lẽ giờ tôi lấy là tôi lấy lòng căng lúa, lấy cỡ tuổi, trời đất ơi, lấy cửu tuổi này về nó heo queo. Tuổi này về trời đất ơi, nó đâu đái trong nhà, nó đái ngoài quê đường nha. Không, bà nói tôi không quê mà cười vô mặt tôi quê nha. Cỡ này là đái, là đái ngoài đường không à, họ gọi là đái đường đó. Rồi chưa tính nó về nhà ba cửa cơm, sáu cửa cháo, rồi bảy cửa thuốc nữa. Thành ra cỡ này lấy về nó héo queo là măng là muốn vậy. Rồi bà lấy ai? Cỡ nào? Phi công. Hả? Phi công. Ly phi công. Trời, giờ bà giàu có đó mà bà mua cái phi trường luôn hả? Nguyên cái hãng máy bay đó. Tôi đâu có mở hãng máy bay. Tôi là máy bay. Bây giờ tôi cặp phi công trẻ, tôi gọi là phi công đó, hiểu không? Là trẻ đó, phi công. À, cặp trai trẻ, cặp trai trẻ. Bây giờ đang có cái mốt đó, đúng trai không? Trai gì đâu có trẻ lắm đâu. Ê, tôi 56, anh mới có 26 à. Ê nó nghe nè, nếu mà cái dòng mà kiểu như mà lái phi công giống vậy đó, có khi nào mà đang bay giữa chừng rồi cái bị máy bay nó bị overheat á, rồi cái phi công nó nhảy xuống, nó nhảy dù, nó bỏ lại mình bà không? Có chứ. Hả? Nó bỏ hoài. Ủa vậy hả? Nhiều khi tôi đi làm từ sáng chiều về mở cửa nó không còn phi công nữa. Cây dù cũng không còn. Nó nhảy lầu nó bỏ tôi luôn. Rồi sao? Cái tướng đâu đây là phi công nó vừa lái máy bay nó vừa sửa đó nha. Đừng có sửa. Ở trên đây mấy cái nút vặn nó rẹo rào lắm rồi. Đừng tháo lắp. Nhiều khi tháo ra lắp vào nó dư dụng cụ đấy. Rồi vậy sao? Nhưng mà mình cặp trai trẻ là mình phải có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm nữa. Sao? Kinh nghiệm sao? Tôi vừa mới lấy về là tôi mua cho nó căn nhà liền. Trời ơi, vậy là bà bỏ tiền mua hạnh phúc rồi. Kệ bà, nó miễn có hạnh phúc là được. Vừa mới vô cho chơi điện tử từ sáng tới chiều tối. Ê, nó nghe nè. Gì? Nó chơi điện tử từ sáng tới chiều tối nó còn sức chơi bà không? Có. Hay vậy? Ông cho nó chơi điện tử từ sáng tới chiều, nó mờ mắt tối, nó đâu biết con nào trẻ, con nào già. Ê, cái bà này bà có chiều chiêu quá ta. Trời ơi, chứ còn gì nữa. Tôi hỏi ông nè, con nít mà nó chơi điện tử chừng 3 tháng nó còn cận thị nữa, đúng không? Mấy thằng trai trẻ cho nó chơi điện tử nó bấm nè, tối nó mở là mình phải chơi. Ê nha. Coi như là sáng mai là máy sinh tố cũng hết mà game điện tử cũng hết. Thôi mà trời ơi, công nhận nha, nhiều khi ông trời ông sinh con người ra hay ghê nha. Xăng bà ngắn ra, cái bà ngắn có chút nè, cái bà lòi cái não dài ra, cái não như ông. Ủa rồi giờ kép tẻ đâu, kép tẻ đâu mà không mang theo? Trời đất ơi, thiệt tình luôn á, từ sáng rồi tôi mở cho mấy cái con đẹp nó bù lại, hiểu không? Nó nhỏ nhỏ, nó xấu xấu mà nó có duyên. Nhiều khi mấy con đẹp lộng trời mà nó vô duyên hết tức luôn. Là sao? Vừa nó dẫn thằng kép lên máy bay cái đó đấy. Dạ chào, ủa hai mẹ con đi du lịch hả? Tôi muốn đạp nhỏ xuống máy bay ghê luôn vậy hả? Thua bao nhiêu tuổi mà nó nhận mẹ con? Thua có 30 tuổi chứ nhiêu, nhỏ 26, tôi 56. Rồi sao rồi thằng phi công? Nhỏ nó bỏ về luôn, còn mình nên tôi qua đây. Trời ơi. Buồn hết qua con mình à? Qua con mình à, đi coi thôi, nhưng mà không sao đâu. Tôi đi coi văn nghệ. Tôi hết có buồn rồi. Tôi qua tôi lấy 1 ngàn. Hả?
Hả? Đâu rồi, ta có vợ có chồng, ta có vợ đàng hoàng để lấy gì nữa? Tao bây giờ thấy hình ảnh vợ ông lên hình đâu. Tôi nghe nè, nói nghe thiệt luôn á, giờ tôi thấy gặp lại bạn bè cũ ở đây. Gì đi? Đó, đi đâu? Đi coi văn nghệ đi, đi coi văn nghệ. Gu bả lạ ghê, đang từ 26 mà nhảy lên 76 luôn á. Ủa vậy hả? Rồi lấy từ 26 giờ tới 76. Chăm sóc. Vậy chăm sóc về là cỡ anh Ngạn là chỉ có lao thôi à. Lao gì? Lao nước miếng với nước đới. Bà sao bà gọi đó, bà nói cho người. Thì tốt đó mà. Thôi đi, đi coi văn nghệ. Đi coi văn nghệ. Đi, trời đất ơi. Hôm nay tôi bao cái gì vậy? Cái gì vậy? Những gì mà? Mơ lẻo khớp. Cái gì vậy? Khách, để tôi nói. Để người Thái Lan gì ngộ quá, vô không đưa cái mặt ra che ghê quá. Yên tâm. Bạc thu. Nó nghe nè, ông nói cái đó đóng cửa đi coi ca nhạc đi, kêu nó kêu cà tun, nó vô nó coi cà tun tới bao giờ nó về. Không có, tôi nói bật tôi là mình đóng cửa rồi, kêu chạy về. Búa ra đây quá, bỏ mấy lũ rương. Bay khăn đô. Ông nó nói gì vậy ba? Bay lời. Dịch. Tôi đâu biết. Dịch chết cậu ở Thái mà không biết. Tôi ở Thái 30 năm tôi nói tiếng bòi không mà tôi biết có hai chữ sao qua đi cạp với cạp cuồn cạp. Trời ơi. Vậy rồi. Thì nó nói cái gì vậy mà muốn cạp người ta muốn cùi luôn rồi mà cạp hoài. Thì thường tôi biết nhiêu tôi nói nhiêu mà. Ủa nó nói cái thằng này nó vô đây chơi vậy? Ai biết? Khuôn Martini. Hả? Khuôn. Khuôn. Nghiệp. Tự nhiên vô cái đòi hiếp mà. Thôi vậy. Ê. Ở Thái là có nhiều cái nó tào lao thiệt cái chứ. Hey. Thấy cái gì nó vừa mới nói hiếp nè. Nó kêu là nhiếp là nhiếp. Nó kêu bà im cái mỏ lại đó. À nhiếp là mai mỏ. Mai mỏ lại. Ai biết tự nhiên nó kêu hiếp. Nhiếp ba ơi. Biết nhiếp. Dụt. Hả? Dụt. Nè nghe, bà đòi nó hiếp nó cứ nói bà nhục mặt rồi đó. Nó vừa nói nè. Không có. Ngọc. Nó kêu nhục, nó kêu là bà đứng im á. Cái gì? Bay không được. Mắc gì nó kêu tôi đứng im. Biết là kêu đứng. Ê nó nghe đàn này. Hòm bên kha môi, ao ngân ma. Tha khun mê ao ngân ma, bổm chặt kha khun. Khao chai mày. Cái gì vậy? Ao ngân ma. Nó kêu cởi đồ ra đó bà. Ở đây. Cái gì vậy? Không. Bà đừng có cởi không bà. Ai biết nó kêu ao kêu ma cởi đồ ra. Không có. Bà mà cởi là tôi bắn bà trước nó luôn á. Mày trời, mày trời. Đây. Tôi biết rồi. Kha môi khắp. Cá mồi, xin ba hộp cá mồi, mấy má ơi. Không biết vậy phải. Cá mồi, ba con gái Thái Lan đó. Bà bớt lại. Nó kêu cá mồi là tiếng Thái Lan, nó kêu là cướp đó. Hẹn mày. Ê, cái này leo xuống được không mấy má? Ẩm lên xuống coi. Bấm nút báo động. Bấm nút báo động. Nó có súng kìa. Nó nghe nè. Bấm nút báo động. Bấm đi kiếm cái chỗ nào, kêu công an. Ông mà báo động một cái tôi bắn nát sọ ông liền. Hả? Ông bước ra vậy rồi. Má ơi, nói tiếng Việt. Người Việt gốc Thái. Người Việt gốc Thái, người Thái gốc Việt. Trời, cái gì ghê vậy? Chết rồi. Sao? Mấy bữa nay TV nó đã đăng lên báo rồi. Nó có một thằng cướp vừa vượt ngục. Cái thằng này nó ghê lắm, cái mặt nó bị sẹo như vậy nè. Sẹo nó mới che kìa ba. Thì nó mặt thỏ mỏ dơi, mắt trắng giả môi thâm xì. Trời ơi. Nó ghê lắm, nó cướp của giết người ghê lắm. Trời ơi, vậy mà. Nó ghê lắm. Hả? Ông vừa thôi nha. Mặt tôi không có phải là mặt thỏ mỏ dơ, ông hiểu không? Vậy chứ mặt sao? Này ông già. Dạ. Ông nhìn cho kỹ mặt tôi nghe chưa? Wow. Má ơi, nó đẹp như tài tử. Trời ơi, cái mặt này mới mặt cướp rồi ba. Cái gì vậy? Cái mặt của ông là mặt thỏ mỏ dơ nè, mắt trắng giả môi tâm xì. Trời ơi, cái mặt như ăn cướp nha, đứng kế bên coi. Thôi bà ơi, kia là trời, còn đây là giật. Thôi, mày giật thẳm luôn. Tôi nói bà nghe nè. Tôi bà không biết. Coi mấy cái phim bộ mà cái mặt đẹp đẹp vậy đó là nó giết người không gớm tay lấy cái mặt đó là giết người đó. Bình tĩnh. Ừ. Ở đây tụi nó vô đóng phim hoài à. Đóng phim. Con vô đóng phim thôi. Ông đóng phim không? Ông là chủ nhà hàng này đúng không? Chú là chủ ở đây. Đem hết tiền ra cho tôi. Nếu không tôi bắn nát sọ ông á. Con ơi con, 2-3 tuần lễ nay khách Việt Nam du lịch ở đây là đông lắm con. Nhưng mà người ta ăn đồ Thái mà không ăn đồ Việt. Chú không có tiền. Thiệt không? Thiệt. Hợp lý tôi tha, bước qua kia. Bước qua kia. Cạp khuôn cạp. Ba. Không, cô nói nghe, xin tha cô không có tiền. Bên Mỹ sót nó màu đỏ lòm, con thua sót dữ lắm con ơi. Không có tiền. Bà xin là tôi tha hả? Chứ sao con? Bà có biết không? Biết cái gì? Bà biết một điều là bà rất đẹp không? Hả? Ủa, cái bà gì nhìn vậy? Bà tôi nhớ má tôi liền. Mà đẹp là tôi tha thứ hết, bước qua. Rồi, cảm ơn con nha, cho gửi lời thăm má cho con. Qua đi. May mắn quá, đẹp là nó tha thứ, ngon lành. Ê, trời, mày kéo đi đâu xa vậy? Đi đâu? Xin lại đây. Em cũng đẹp mà anh cứ ba rồi nói một tiếng bà đẹp, bây giờ tôi bắn nát sọ liền. Có,
anh coi chút xíu đi, em có đẹp không? Bên kia người ta đẹp thiệt, còn bà là bà xài 4 cái app vẫn chưa đẹp, bà biết không? Ráng nhìn đi vẫn đẹp mà. Hả? Bà nói tôi là gì? Tha cho em đi anh. Em? Dạ. Bà là em má của gì có. Em má là dì ba, tha cho dì ba đi con. Dì ba đứng yên cho tôi. Trời ơi, dì ba già lớn tôi. Đứng im là cái gì vậy? Mà ngoáy ngoáy cái gì vô người tôi? Ngắn ngắn ngắn, đứng im đi ngắn ơi, nó bắn bây giờ. Sao bà ngoáy vô người tôi hoài vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, chơi cái gì vậy? Em có thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Lý do tại sao nó cướp em mà nó rung em không rung? Tôi không có rung. Trời ơi, anh rung muốn banh cái vòng ba của em luôn. Bà nói tầm bậy tầm bạ tôi bắn rồi nha. Có rung mà. Điện thoại tôi. Dạ. Cầm cái súng với tôi. Dạ. Cầm đứng im với tôi nha. Dạ. Ê bà đứng nội im á. Ăn cướp mà có trợ lý. Ăn cướp mà trợ lý cầm súng cho mày. Dạ dạ. Mày quá trời mày. Ăn ăn mà vô đây. Dạ dạ dạ. Dạ nghe bác sĩ. Dạ đúng rồi mẹ em. Dạ dạ. Bác sĩ cứ trả tiền. Bác sĩ cứ lo mẹ em đi, còn tiền viện phí là em lo hết. Dạ dạ dạ. Một tiếng nữa em gửi. Dạ 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 bác sĩ nha. Bà đứng im chưa? Ê mày. Mày nghĩ sao ba tao già như bà đòi ông ngoại mày vậy? Mà mày lấy cái súng giả vô mày cướp tụi tao hả mày? Má của mày bắt đó. Ở đây mày bắt không vậy? Ở đây bắt đó không? Từ từ ngắn ơi. Nãy tôi mới nghe nó gọi điện nè. Cái gì vậy? Vụ điện gì mà má con bệnh hoạn gì trong con điện thoại vậy? Dạ cô chú ơi. Ôi. Má con đang bệnh nặng lắm, đang nằm ở trong bệnh viện á. Ờ. Rồi vậy là coi như là tiền chi phí bệnh viện là cũng cao lắm hả con? Dạ đúng rồi, đúng cao lắm chú. Chạy bà mày chứ. Tự nhiên cái má mày nằm bệnh viện cái mày cướp tao à? Trời, tao đâu muốn xúc đồ luôn nha. Từ đi. Ê, bà ngắn ơi, ngắn. Trời ơi, sao bà cái gì mà cứ nhau nhau hoài à? Người đồng hương với nhau mà. Để đồng hương gì mày ở đâu? Quê Việt Nam mày ở đâu? Dạ thưa dì ba là quê con ở dưới Long An á. Ở Long An rồi má mày nằm bệnh viện nào? Singapore. Trời đất ơi con. Ê mày. Mày có giá trị quá. Mày ở Long An rồi bệnh mày chuyển đâu lên Chợ Rẫy là quá rồi. Mày qua bên Singapore. Dạ không có. Tại cô không biết đâu, tại vì má con bị nan y cho nên là phải qua đó trị mới được. Rồi mày đừng có nói với tao mày mua vé first class mày nằm giữa ngửa qua thăm bả nghe. Thôi không có tiền đâu mà đi first class, con đi vé thường thôi. Đúng rồi, tội nghiệp nó mà. Dạ, má con mới đi first class. Thôi ơi. Cái thằng dạ, này nó giỡn mặt hoài. Má con nặng mà, nặng mới được. Thôi nó vậy nó có hiếu với má nó mà được. Được cái gì mà được? Bà từ từ đi đã. Cô chú ơi, cô chú tha cho con đi, con túng quẫn quá, thật sự là con không có muốn ăn cướp gì đâu. Cô chú biết không, con làm từ bên Singapore luôn á mà không đủ trả tiền viện phí. Con già con đây bữa giờ con nộp đơn tùm lum hết trơn á mà không ai nhận hết trơn á. Con biết chú đây nè, là chủ nhà hàng ở đây. Cho nên là hôm nay con định vô xin vô chú làm việc ở đây nè. Trời, xong rồi tự nhiên con. Ủa sao tự nhiên mình đã xin vô việc làm cái mà chuyển sang ăn cướp là tại lý do gì? Dạ tại con thấy cô. Thấy chưa, tại bà thấy chưa? Trời sắc đẹp tôi thao túng tâm lý nó dữ vậy hả trời? Cái gì vậy ngắn? Dạ. Anh vậy? Nghe con nhỏ nó nói cái gì? Sao mà vì cô mà tự nhiên con vô đây con cướp? Ờ. Dạ thưa dì ba là dì ba không có đẹp nhưng mà dì ba nhiều hộp. Dạ một hộp của dì ba thôi cũng đủ chữa bệnh cho má con nữa. Dạ dạ ở đây ngay dì. Ờ đó rồi chứ hả? Hộp này chữa được bệnh cảm mà con. Hộp giả. Cái gì? Hộp giả. Tại là sao? Thì đi đường xa thôi, ta đeo giả, theo sự giả ta cướp. Thấy chưa, tôi biết nói mà. Bà này bà bán ở chợ Bến Thành. Trời ơi. Cái gì cũng vô. Thôi. Bây giờ như là tìm cách cứu nó đi, tìm cách giúp nó đi. Cái gì tự nhiên nó cướp ở nhà vô cái giúp nó. Nè, nó giống như con mình vậy đó. Rồi coi như là xứ lạ quê người gặp nhau vậy thì mình giúp nó đi chứ. Đúng vậy. Gì? Tôi nghĩ như vậy nè. Ừ. Rác rưởi mà mình còn có thể tái tạo thành những vật có hữu dụng. Đúng rồi. Huống chi là một con người đẹp giống như vậy, phải nên cho cháu nó cơ hội. Vậy là phải giúp người ta hả? Dạ. Vật mình chạy hả? Lấy em đi anh. Lấy em một cái nha. Em mua cho anh cái nhà cái xe liền. Má nằm bệnh viện nào? Em mua vé first class em nằm về em qua thăm má. Chắc má của cỡ tuổi em mà phải không? Ôi, má hôm nay nhiêu? Cái này mà giúp gì? Cái má này mà giết nhỏ thì có hả? Em qua bệnh nấu cháo đút cho má ăn. Trời ơi, nói cho anh rung động luôn. Rung tim luôn. Dì ba ơi, con không dám lấy gì đâu dì ba. Con xin lỗi dì ba chứ nha. Sao rung dữ vậy? Dạ tại con có điện thoại. Thằng này ngộ ghê, nó đứng gần tôi là có điện thoại à. Cái anten của bạn lạ. Dạ. Ai cứ người nào cái người đó rung à. Em nghe anh, có việc làm rồi hả? Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. 10 giờ tới 2 giờ sáng, dạ em làm. Mặc quần tam giác hả anh? Dạ anh mặc quần gì em cũng mặc luôn. Dạ miễn có tiền là được. Dạ dạ dạ, thì tối nay em tới đúng giờ nha. Dạ em cảm ơn anh. Bà ơi, vậy quần tam giác là gì vậy? Trời ơi, con mẹ này ở Mỹ mà nhà quê hết sức luôn. Tối nay xong tôi dẫn đi coi. Hả? Ở đây nó nhiều cái show bận tam giác lắm. Vậy hả? Mở nhạc lên cho nó nhảy phăng phăng phăng. Nhiều khi nó vừa mới tháo tam giác tắt đèn nó rớt. Cái tôi la lên.
Đã quá cái gì mà không biết à. Rồi rồi. Ê Phan Phan Phan. Rồi dạ. Mở tam giác lên rồi mày vô chổng mày làm gì? Mày có biết nhảy nhót gì không con? À. Dạ con không có không biết nhảy lắm nhưng mà vì tiền phải làm thôi. Thôi, thôi rồi. Mày phải có biết nhảy đàng hoàng, mở miếng nhạc cho nó nhảy coi. Mở miếng nhạc coi. Mở vô chổng nó làm được, tao đuổi chỗ ra cũng vậy à. Đó. Nhảy 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 thử tao coi có được không? Nhảy được coi. Nhảy đi. Nhảy. Ê nó nhảy được kìa bà. Ô ô. Vô nha, vô nha. Giống nha, giống nha. Còn đây sầu riêng rụng có một múi à. Ghê quá trời ơi. Ghê dễ sợ không? Bên kia người ta sexy mà bên này trời ơi xì dắt mà còn bị quắt. Xì dắt gì quắt? Không có con xì luôn. Nhảy xuống. Không có con xì. Bên kia ta xì bà. Không có. Hồi xưa tôi đây tôi có nhảy bộ. Trước khi tôi làm chủ nhà tôi có nhảy ở đây cái đó gì? Trời ơi 20 năm về trước cái gu người ta mặn vậy đó hả? Không có, tôi xuống nhảy được lắm. Tại giờ cái bụng nó hơi nhô chút thôi. À vậy dạ, chú ơi, vậy cô chú tha cho con, để con đi làm nha cô chú. Nghe nè, nghe cô nói nè. Dạ. Làm cái nghề đó nhiều khi cũng vất vả lắm cô. Sao mà biết vất vả, sướng lắm. Nghĩ vậy là có tiền à. Có đã dữ lắm. Bà ấy ấy người biết rồi, ấy ấy nữa. Nhìn ra con mẹ này hả? Nó sướng, để tôi nói. Trời đất con tôi mà. Nè nè, vậy nè. Không mấy con giờ bà lẻ nào gì hả? Mà kêu tôi tiếng, tự kêu tôi bằng tiếng má cho rồi con mà. Hả? Mami. Gì vậy con? Chứ bây giờ Ngọc muốn nói gì? Tôi nói nghe nãy giờ thôi mình gặp nha, mình giúp nó đi, hiểu không? Giúp. Ông coi sao ông dẫn nó vô làm. Còn tôi bà còn như mình chàng ra mình giúp cho nó giúp má nó một chút đỉnh. Ôi trời ơi, tôi cái gì cũng có chứ có tiền là tôi có nhiều lắm, bị tôi giàu mà. Tôi thấy như vậy. Đồng hương Việt Nam với nhau ở nơi xứ người mà đúng không? Dạ. Giờ con vất vả vậy mà nhà hàng chú là cũng đang thiếu người phục vụ. Dạ. Thôi bây giờ con cứ vô làm việc cho chú. Dạ. Rồi à, chú ứng cho con chút ít tiền để con qua con giúp má con trước. Ủa tiền gì hả chú? Dạ, chú gì? Nói một nhưng mà như vậy. Dạ. Ở đây có ba đứa mà một mình tôi giúp thấy nó cũng kỳ đúng không? Giờ tôi giúp 10%, còn lại 90% hai ba giúp. Tôi 10% còn 80 bà giúp đi. Bà giàu nhất á. À, mua cái vé lấy em đi anh. Thôi kệ tôi giúp tôi bao chót cho yên tâm. Rồi tôi bao chót. Rồi vậy đi đó. Bà dạ. Suốt ngày cứ lấy qua lấy lại hoài. Tôi nói là bà đó giờ tìm cái người nào mà nó có nó vừa vai phải lứa với bà thôi, hiểu không? Đó lấy cỡ như tầm nhan sắc đồ trung bình giống bà nè đó. Cái tóc chớt chớt lên nè đó. Cái mặt là xấu xấu nè. Cái răng hô hô nè đó. Mà có những người lao động hửi vô mùi là thấy mùi dầu chiên hợp với bà hơn, hiểu không? Đó. Thấy chưa? Thấy hợp chưa? Xứng đôi vừa lứa chưa kìa. Gì vậy? Làm gì mà tự sát sát với tôi vậy? Ủa? Hồi nãy tôi thấy từ ở lầu 12 mà tự nhiên bấm thang máy xuống dưới tầng trệt làm chi vậy? Tầng trệt nó vừa tầm. Thái mùi dầu mỡ. Thái cái mùi dầu chiên mấy cái cứng cứng già già. Ăn nó đã. Khỏi chấm nước mắm vậy trơn. Chấm chấm sốt mayonnaise. Nó giòn giòn cứng cứng nghĩa. Nè, tôi nói hết cho nhà luôn. Ngày xưa như hai người đừng có yêu nhau trong thời trung học đúng không? Bậy. Ổng yêu tôi thôi, còn tôi yêu chồng bà. Trời ơi, đòi yêu chồng tôi hoài vậy. Thôi được rồi. Cô chú ơi. Gì? Vậy là mọi người giúp con hả? Giúp con. Dạ con cảm ơn. Con mang ơn mọi người nhiều lắm. Mọi người biết không? Ngày mốt á mà con mà giàu cái hả, con sẽ giúp lại những người khó khăn giống như con vậy đó. Trời ơi, nó không có một đồng xu trong túi mà nó đòi giàu. Dạ, sao giàu được con? Con chắc chắn con giàu mà. Vậy à? Dạ con có lối đi riêng của con. Hay đâu quá. Đâu con kế hoạch luôn hả? Dạ. Bây giờ con vô nhà hàng của chú này làm. Đúng rồi. Con chăm chỉ phát triển thương hiệu nhà hàng của chú này. Quá tốt. Vươn tầm thế giới. Quá hay. Con đợi đến một ngày. Ngày nào? Chú này chết. Chú để lại gia tài cho con, vậy là con giàu thôi. Ở đây ai cũng gọi chú là Mr. Nguyễn. Đúng rồi, tên là Nguyễn, còn cô là Ngọc. Cô tên thiệt là Ngạn mà mấy người này kêu cô ngắn cho tôi cô tên là Ngạn. Dạ vậy con cảm ơn Nguyễn Ngọc Ngạn đã thay đổi cuộc đời con. Trời nó nói hay quá, còn chuyện gì nữa đâu, nói chào rồi về nè. Chắc là đây là một trong những cái show mà tạm biệt chú Ngạn ở tại Mỹ thì Việt Hương cũng đã xin phép thay mặt nhóm kịch để nói lời chào tạm biệt chú.
nói rất rất là nhiều tâm sự về cái hành trình Việt Hương và Hoài Tâm thì đi vào Thúy Nga nay 14 năm và cái kịch đầu tiên chú viết cho hai đứa là cái vở kịch Tiệm Chè Hảo Ngọt. Còn cái người mà chắc là làm việc nhiều với chú nhiều nhất và cũng như là ở bên cạnh chú trong những lúc đọc chuyện ma là cái giọng của chị Hồng Đào. Em mời chị nói vài câu về chú Ngạn sau khi tạm biệt và chị mong muốn chú có quay trở lại không? Thực sự ra thì Hồng Đào có dịp làm việc với anh Ngạn thì có một cái như thế này nè, là khi mà anh Ngạn lên tới đỉnh cao, khi là anh Ngạn làm 5 năm trời, khi mà lần tiên Hồng Đào làm việc với anh Ngạn thì anh Ngạn nó 5 năm mà lên đỉnh cao rồi. Nhưng mà cái người mà luôn luôn muốn anh Ngạn retire, muốn nghỉ ngơi đó là chị Ngạn. Lúc nào anh chị cũng muốn là anh nghỉ ngơi, bởi vì chị nói là thôi thì mình nghỉ ngơi ở trên một cái đỉnh vinh quang thì nó vẫn hay hơn. Nhưng mà rõ ràng là tất cả mọi người khán giả, tất cả những tình thương khán giả đã làm cho anh Ngạn níu kéo cho tới ngày hôm nay. Thì Hồng Đào nghĩ là bao nhiêu năm đó cống hiến cho cái ngành nghệ thuật của hải ngoại cho khán giả, thì Hồng Đào nghĩ là đã để lại một, phải nói đây là một tài sản, một di sản để cho văn nghệ, để không phải là bây giờ đâu mà nghĩ là con cháu mai sau này có thể lục lại, coi lại để mà thấy là cái nền văn hóa hải ngoại như thế nào trong cái thời gian thế này, và đó là điều đáng quý. Nhưng mà Hồng Đào có một cái may mắn là anh nói là anh retire trên sân khấu thôi, nhưng mà anh vẫn tiếp tục đọc truyện ma với cô, để cho nên là Hồng Đào nghĩ đây là Hồng Đào rất hạnh phúc, bởi vì sau đây Hồng Đào vẫn còn được làm việc với anh Ngạn. Trước hết là xin cảm ơn ban kịch. Vâng, quả đúng như vậy. Hồng Đào, Việt Hương, Hoài Tâm làm việc với tôi quá lâu rồi, hiểu được tính nết của từng người và hiểu được cái khả năng của từng người, cho nên viết kịch nó rất là dễ. Thôi, không có nhiều lời, nhưng mà hôm nay có một cái đặc biệt trùng hợp. Ngày 15 tháng 10, thưa quý vị, đúng là ngày sinh nhật của Việt Hương. Vậy thì happy birthday to you. Đúng. Happy birthday to you. Đáng lẽ là phải happy birthday, nhưng mà xin thay mặt cho Trung tâm Thúy Nga, và nếu quý vị cho phép tôi được thay mặt quý vị thì chúc Việt Hương tất cả những sự may mắn trong cuộc sống kế tiếp.